Nhân dịp Tết Nguyên đán canh tí năm 2020, sáng ngày 16 tháng 1, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thủy Nguyên tổ chức tiếp xúc gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Văn Lập, thành ủy viên, bí thư huyện ủy, huy, đồng chí Đỗ Tiến nợi phó bí thư thường trực huyện ủy, huy, đồng chí Nguyễn Thành Lung, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, phó bí thư huyện ủy, huy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, các đồng chí nguyên nền lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Trong không khí đầm ấm thân mật, đồng chí Phạm Văn Lập thành ủy viên, bí thư huyện ủy Huy, đã gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe đến các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đồng thời thông tin những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện năm 2019. Vui mừng phấn khởi trước kết quả đạt được của huyện trong năm qua, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đánh giá cao sự nỗ lực của ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí thường trực huyện ủy, tập thể ban thường vụ huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện. Bên cạnh đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện cũng chia sẻ ban khoăn chăn trở với những tồn tại vướng mắc hạn chế của huyện. Song các đồng chí tin tưởng với sự quyết tâm đoàn kết, chung sức, đồng lòng, sự chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ, đảng bộ, chính quyền huyện sẽ sớm khắc phục được những tồn tại hạn chế để huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn trên tất cả các lĩnh vực, phát triển toàn diện, xứng đáng là vùng kinh tế động lực của thành phố. Trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng, đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Đồng chí Phạm Văn Lập, thành ủy viên, bí thư huyện ủy đã khẳng định trong những kết quả chung mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đạt được ngày ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Thành quả đó là sự kế thừa và phát huy những kết quả mà huyện đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện sẽ tiếp tục dành cho huyện sự quan tâm thường xuyên, đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện giàu đẹp, văn minh, hiện đại nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Bí thư huyện ủy Phạm Văn Lập, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.